Hello các bạn, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Trương Văn Hiệp Cuộc Sống Tây Nguyên. Và hôm nay thì mình sẽ đi làm vườn nha mọi người. Ngày hôm nay thì mình đi làm vườn vì mấy bữa nay thì công việc bận rộn quá, nên vườn tược không chăm được, chồi cành đầy hết. Nên hôm nay mình đi vào rất cần tâm và rất chồi nha mọi người. Đó. Các bạn nào có làm nông nghiệp thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm về làm cây cà phê khi đã lớn tuổi nha mọi người. Như cây cà phê trong vườn mình là trên 25 năm rồi nha mọi người. Đấy, nhưng mà mọi người nhìn thấy đấy, nó vẫn còn là mướt và rất là trẻ nha mọi người. Quay một vòng các bạn cùng xem này. Cái đây thì nói chung về kỹ thuật thì mình cũng chẳng phải là chuyên gia gì về kỹ thuật để chăm sóc cây cà phê đâu nha mọi người. Nhưng mà mình có một chút xíu kinh nghiệm. Mình đi nhiều lần đi hội thảo đấy mọi người. Mình nghe các bên nhà hội thảo bên như phân bón rồi là cũng tư vấn là muốn chăm cho cái cà phê nó trẻ lâu và nó được bền bỉ thì mình nên đầu tư như thế nào, và cách thức mình kỹ thuật mình làm, mình cắt tỉa cành là như thế nào nha mọi người. Và hôm nay mời các bạn cùng theo dõi với video mình sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm về chăm sóc cái cà phê mà khi đã già nha mọi người. Đó. Như cà phê bên đây là trên 25 năm rồi nha mọi người. Trong năm 1995 đến giờ. Đấy, như các bạn thấy đấy, vẫn là còn trẻ trung luôn, mượt mà luôn. Quay một vòng cho các bạn xem. Đó, các bạn. Nó xung quanh mình ạ. Để mà các bạn cùng theo dõi video nha. Đây, như trước mắt các bạn, đây là một cây cà cũng là trên 25 năm tuổi đó nha mọi người. Đấy. Đây, như bây giờ đầu mùa thì theo kinh nghiệm của mình thì nên là dọn sạch những cái lá, những cái vùng cái cành nào mà nó rập quá đấy mọi người, thì nên tốt nhất là phải rứt bớt lá đi, và đặc biệt là cái cành tâm này nha mọi người. Đừng có tiếc, bỏ đi. Tại vì bây giờ nếu mà mình nuôi cành tâm là hơi bị sớm nha mọi người. Mình chọn cành tâm, mình chọn cành thứ cấp để dự trữ sang năm cho quả thì tốt nhất là mình chọn vào thời điểm khoảng tháng 7 dương lịch nha mọi người. Đó là rất là tốt. Đó thì khoảng cỡ tháng 6 âm lịch. Đó, nên các bạn bây giờ cái thời điểm này thì các bạn nên là bỏ hết những cái cành tâm đi, trừ trường hợp những cái cây nào mà nó khuyết tán đó mọi người, nó bị không đều đó thì mình phải chừa lại cho nhìn cho nó đều cây thôi, để sau này nó đều tán lại thôi. Chứ thực chất thì nuôi nó nhiều nó rập, nó sẽ vừa là ăn hết chất dinh dưỡng của cây này, và nó sẽ rập, và một cái nữa là nó mình nuôi sớm thì sau này nó sẽ cho cái lượng trái rất là thưa nha mọi người. Thì cái cành nó đã già thì nó cái đốt nó rống ra thì nó cho trái rất là thưa, và cũng là nó cái trái nó cũng không được to nha mọi người, thường thường vậy đó. Mình kinh nghiệm mình làm nhiều năm, như mình cũng áp dụng nhiều lần, mình nuôi thử sớm thì mình thấy nó không có hiệu quả nha mọi người. Đó. Nên các bạn hãy cứ nghe mình đi. Thời điểm này thì đừng nên nuôi cành lông chim, cành tâm đấy mọi người. Đừng nuôi. Nó nhân rứt bớt hết đi. Thậm chí những cái cành mà nó có một hai chùm quả thì mình cũng đừng có tiếc nha mọi người. Tiếc nó cũng không cho năng suất đâu. Đó. Như cây này thì nó là cây già nhưng mà nó rất là nhiều cái cành lông chim nha mọi người. Gọi là mình nói theo mình cách người làm nông ở đây thì nói cành lông chim, nhưng mà có chỗ thì người ta nói là cành tâm. Rồi có người gọi là cành thứ cấp. Đó. Nên các bạn lưu ý là những cái cành như thế này thì trước hết đi cho nó thoáng nha mọi người. Thì mình nuôi cái trái. Mấy cành nó cho quả nha mọi người. Đây. Này mình nuôi nó được nó sáng trái. Sạch sẽ. Nha mọi người đây. Như mình này. Mình phải rứt bớt hết cành tầm đi. Trước hết mình không tiếc đâu, nói chung là một chùm quả, hai chùm quả không ăn thua nha mọi người. Để mình nuôi những cái cành này, cành trái này để nó đậu nó được tốt hơn.
là mình nuôi rập rập nó sẽ rụng hết những cái trái đó nha mọi người. Nếu mình để rập quá thì nó sẽ sinh ra rầy rẹp hại trái nha mọi người, nó sẽ ăn hết trái non. Vì mình một tay cầm máy một tay quay nên là mình làm nói chung là nó cũng không được thao tác, nó không được gọn gàng lắm mọi người, xem mọi người thông cảm nha. Chủ yếu là cái cách thức vậy thôi, mình gọi là mình truyền đạt lại về kinh nghiệm thôi nha các bạn, chứ mình không phải là hướng dẫn gì đâu nha mọi người. Đó. Kinh nghiệm mình thôi, các bạn thử áp dụng thử. Nếu mà các bạn còn nghi vấn thì các bạn làm, các bạn làm một số cây nào đó thí điểm, rồi các bạn theo dõi xem thử cuối năm như thế nào và sang năm nó sẽ cho năng suất như thế nào thì các bạn có thể đúc kết được. Chứ mình thì mình làm theo cái kinh nghiệm của mình thôi nha mọi người. Vì nhiều năm hồi mấy năm trước thì mình hay để cành tăm sớm lắm, mình để cho nó đẹp á, nhưng mà cuối cùng thì nó lại thất bại mấy mọi người. Nó vừa rập là gây ra rụng trái này, rập rụng trái này, rồi là nó sẽ bị rỗng, nó rỗng cái cành ra, rồi cuối năm mình cắt tỉa lại thì những cái cành này nó rất là yếu nha mọi người. Cuối cùng là mình đã thất bại, nên mình nuôi cái cành vào thời điểm nào cho nó khỏe nó mạnh đó, đến khi mình cắt cành mình dọn ra thì cành nó đủ sức mạnh, nó cho quả nhiều nha mọi người. Cái cây này thì nó hơi là nhiều cành tăm nha mọi người, hơi nhiều lắm mà mình cũng rứt hết, bỏ bớt hết, mình nuôi những cái trái nó cho nó đạt nha mọi người. Đó, chỗ nào rập quá thì các bạn có thể rứt bớt lá nhé. Đó là mình nói về cái kỹ thuật chọn cành. Còn tí nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách thức, về cái thời gian, thời điểm nào bón phân cho nó hợp lý nha mọi người, và những cái thứ phân gì cần thiết cho cây vào từng công đoạn nha mọi người. Cái cây cà này các bạn thấy đấy, bây giờ nhìn trên cây thì chỉ có thấy toàn những là cành quả thôi nha mọi người, cành trái thôi, nhìn nó thấy nó sơ sát vậy đấy, nhưng mà cái số cành là trái đậu rất là sáng nha mọi người. Đó, mọi người thấy đấy, toàn là cành quả thôi nhé, tuy là ít nhưng mà nó đậu, mình làm sạch sẽ nó sẽ đạt năng suất nha mọi người. Đó, các bạn thấy đấy, đây là cái cà già nữa, mình làm không thể nào mình, các bạn nhìn vào thấy nó trẻ trung được nha các bạn. Chủ yếu là mình nuôi, mình giữ những cành nào mà có trái này, các bạn thấy đấy. Bạn nhìn cành nào cũng có trái hết. Yeah. Đây mình cũng đã rứt hết số cành tăm mình bỏ xuống rồi. Đó, đây là những cành cơ bản có trái. Rồi đến cái thời điểm mà vào tháng 7 dương lịch nha mọi người, mình sẽ nuôi cành cấp, mình sẽ chọn cái vị trí và chọn cái thế để mình chọn cái thứ cấp nha mọi người, để dự trữ sang năm. Đó, mọi người thấy đấy, toàn là cành quả hết. Đó, thấy không? Đó. Cà già là được như vậy là tốt rồi nha các bạn. Nếu mà đây cây đây nó đậu hết là tỷ lệ mà đậu khoảng cỡ 80% thì nó khoảng cỡ tầm độ 25 kg nha mọi người. Đấy là mình nói 80% nhé. Còn nếu mà tốt hơn thì có khả năng hơn. Đó. Có ổ chim chờ mào nè mọi người, lâu quá không vào vườn chim làm tổ trên cây luôn mọi người, mấy con à, 4 con nè mọi người ơi, 4 chú luôn. Có một ổ chim nữa, nhưng mà không biết có con hay không. Mình thấy ở dưới quay rồi, không thấy các bạn. Nó rập quá, cái chỗ này khó đặt máy quay quá. Để mình tìm cách mình đứng lên phía trên mình coi thử nha mọi người. Mình không có bắt nha mọi người, dù có con hay không có bắt, để nó lớn nó bay thôi, chứ không có bắt chim về làm gì, nuôi không được đâu. Mình cũng không có muốn nuôi chim. Các bạn có thấy gì không các bạn? Hình như là có 2 trứng chim hay sao ạ? Đây là chim đúng chim chào mào nha mọi người, trứng màu đỏ này.
cái cành này, cái lượng trái vẫn là đậu rất là sáng mọi người. Rất thấy cần tâm này mọi người. Mình tiếc cho mọi người. Thế là giờ cũng không có đạt đâu nha. Ức. Đó, các bạn nhớ để thoáng như thế này được rồi. Đó. Toàn cành quả không mọi người. Đây. Cái giống này trái to lắm mọi người. Đấy. Trước bước lá là để nó sáng cái trái. Nhìn thoáng. Các bạn thấy cây cà 26 năm tuổi rồi còn khỏe không? Ôm tùm luôn các bạn ơi. Đây là toàn là cành quả không nha mọi người. Này. Và bây giờ mình cũng xin chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm về bón phân vào đầu mùa mưa nha các bạn. Kỹ thuật bón phân. Nói chung là để mà bón cái phân cung cấp đủ chất dinh dưỡng kịp thời vào đầu mùa mưa thì các bạn nên cân nhắc nhé. Đầu tiên á, các bạn cần là bón lót cho nó. Vì trong mùa nắng á, mấy tháng nắng á các bạn, cái cà nó, cái bộ rễ nó bị ảnh hưởng nhiệt độ nóng quá hạn đó, là cái bộ rễ nó hấp thu chất dinh dưỡng rất là kém nha mọi người, nó không được non. Nên đầu mùa mình sẽ bón, đầu tiên là bón phân lót, là phân lăng nha mọi người, để cho cái rễ nó phục hồi lại. Đấy là vào đầu mùa mưa nha các bạn. Mùa mưa tầm khoảng giữa tháng 4 âm lịch hoặc là cuối tháng 3 vậy đó, tùy theo lúc mưa sớm mưa muộn nha các bạn. Thì các bạn bón, lưu ý là bón phân lót, phân lăng đầu tiên, phân lăng Văn Điển hay là Ninh Bình Dương Đực hay là phân Lâm Thao gì đó, tùy các bạn. À, các bạn thấy cái vùng đất ấy nó phù hợp với cái phân nào thì các bạn bón phân đó nha. Đó là, và tiếp theo á các bạn, à mình quên nói, bón là cái về cái lưu lượng mình bón thì khoảng một cây khoảng cỡ 6 lạng đến 1 kg nha các bạn. Dao động trong 6 lạng đến 1 kg phân lân trong cái đợt bón đầu mùa mưa. Đó. Nếu các bạn bón hàng năm thì các bạn bón cỡ 6 lạng một cây cũng được. 6 7 lạng vậy đó. Nếu các bạn bón cách năm thì các bạn phải bón 1 kg một cây. Đó. Và tiếp theo cái đợt phân đợt 1 thì các bạn để cung cấp cái lượng kali đó các bạn, để nó giữ được cái trái, cái lượng trái trên cây nó được ổn định, thì các bạn lưu ý là các bạn bón bổ sung cho nó kali, phân kali. Thì tùy theo các bạn, nếu các bạn nó bón phân tổng hợp thì các bạn lựa cái phân nào mà nó có hàm lượng kali cao tí nhất các bạn, các bạn bón cho cây. Còn nếu mà các bạn bón phân trộn á thì các bạn cứ bón theo tỷ lệ là 40% là phân ure nha các bạn, 40% phân kali và 20% là phân SA. Các bạn không nên bón phân SA nhiều nha, vì trong phân SA chất lưu hình là rất là nhiều, mà cây cà phê thì nó thừa lưu hình là nó dễ bệnh lên nha các bạn. Đó. Nên các bạn lưu ý cho mình là các bạn bón 40% phân ure, 40% phân kali và 20% phân SA. Các bạn bón lúc đầu thì nếu mà trên tính theo cái ước lượng như của mình 1 hecta thì mình sẽ bón là 5 tạ nha các bạn. Trong đó 2 tạ kali, 2 tạ ure và 1 tạ SA. Lần đầu tiên nha các bạn, đợt đầu tiên. Và các bạn bón đợt đầu thì cách đoạn cái đợt 2 đừng để quá lâu nha các bạn. Khoảng tầm đúng 1 tháng là các bạn bón lại liền. Đợt 2 thì các bạn nên bón phân tổng hợp. Các bạn canh thời tiết
các bạn bón phân tổ hợp như phân NPK là Philippines hay là phân đầu trâu hoặc phân Hàn Quốc. Nói chung là phân tổng hợp là đều tốt hết nha các bạn. Nhưng các bạn chọn cái phân theo cái hàm lượng cho nó phù hợp theo từng cái công đoạn nha các bạn. Đó. Cái công đoạn thứ hai thì các bạn cũng cần giữ cành, thì các bạn cũng bón phân nó có hàm lượng ure cao một tí và kali thì cũng vừa phải thôi, vì đợt đầu tiên mình đã bón kali nhiều rồi các bạn. Đó, các bạn lưu ý nha. Và đợt 3 thì các bạn cũng tiếp tục là các bạn bón phân tổng hợp cho mình. Cũng là nếu tổng hợp thì bón nhiều hơn một tí nha các bạn. Một cây 6 lạng. 1 hecta các bạn có thể bón là khoảng cỡ 6 tạ. Đó. Trên lệch với lúc đầu 1 tạ nha. Đó, nhưng mà cái đợt từ đợt 2 qua đợt 3 các bạn có thể là để thời gian khoảng cỡ 1 tháng rưỡi các bạn bón lại vẫn được. Đó. Các bạn lưu ý như thế. Như theo kinh nghiệm mình thì mình bón một năm là 4 đợt nha các bạn. 4 đợt thì một đợt đầu tiên là phân trộn, đợt thứ hai là phân tổng hợp, đợt thứ ba là phân tổng hợp. Nếu đợt thứ tư á, mà tầm vào khoảng cỡ cuối tháng 8 và đầu tháng 9 dương lịch đó nha, là các bạn bón phân đợt cuối. Và các bạn nếu thời tiết còn mưa nhiều thì các bạn tiếp tục bón phân hỗn hợp cho mình, phân tổng hợp đó. NPK ấy một năm các bạn chỉ cần bón một lần phân trộn thôi, vì cái phân trộn nó thực chất là cái cà phê nó không có phù hợp với cái phân trộn như các bạn, mà đặc biệt là cái cà phê đã già rồi này, cà phê tơ thì không nói, nhưng mà cà phê già nó rất là kén phân trộn, thì phân trộn chất dinh dưỡng nó rất là ít nha các bạn, mà nó cũng là nó xúc tác mạnh lắm, nên cái cà phê già nó không có thích hợp với cái phân trộn đó. Nên các bạn tốt nhất là các bạn đã bón phân tổng hợp cho mình, vì cái phân tổng hợp người ta đã cân đối rồi, các công ty phân bón đã cân đối cái hàm lượng phân và những cái chất xúc tác nó đã trộn từ đầu rồi, nó thành một cái hỗn hợp rồi nha các bạn. Đó, nên là cái cà phê già nó rất là thích nghi với thích hợp với cái phân tổng hợp đó mọi người. Nếu các bạn bón một phần lần phân trộn đầu tiên thôi, còn 3 lần sau thì các bạn có thể bón phân tổng hợp hết. Còn nếu cái đợt thứ tư đó các bạn, nếu mà bón phân mà thời tiết mà mưa không đều rồi các bạn, vì cuối mùa thì thường thường nó hay mưa dông, có khi là một tuần mưa một cây là một tuần mưa hai cây gì đó, mình bón là khó đón được mưa thì nên mình bón là phân trộn thì nó dễ tan hơn, thì mình bón tỷ lệ như vậy thôi. Các bạn cuối mùa thì các bạn bổ sung thêm ure 60% ure, 20% kali và 20% SA nha các bạn, nhớ nhé. Cuối mùa các bạn cũng chỉ cần bón 5 tạ trên 1 hecta thôi. Đó. 60% ure, 20% kali và 20% SA. Các bạn cứ áp dụng như thế cho mình thử một năm nha. Các bạn cứ làm thí điểm cũng được nhé. Nếu các bạn thấy hiệu quả thì các bạn có thể áp dụng dài lâu. Tại vì mình làm cà phê cũng là hai mấy năm rồi các bạn. Thì mình thấy trong cái thời điểm gần đây thì mình áp dụng trong khoảng cỡ 7-8 năm nay thì mình thấy nó rất là hiệu quả nha các bạn. Nhưng là cái sản lượng rất là ổn định. Mình trung bình thì bây giờ cà già rồi nó nằm khoảng cỡ 4 tấn rưỡi cà nhân trên một năm nha các bạn. 4 tấn rưỡi cà nhân. Thì nó nằm cũng phải là tầm độ là 18, 19, 20 tấn cà phê tươi đó mọi người ạ. Trên 1 hectare đó. Các bạn thử áp dụng thử nha. Và nếu các bạn có cái gì các bạn thắc mắc hay là các bạn cần hỏi mình về cái cách thức bón phân như thế nào cụ thể hơn thì các bạn cứ comment ở dưới nha, ở dưới video nha, các bạn comment mình sẽ trả lời cho các bạn. Đó là theo cái kinh nghiệm của mình thôi nha các bạn. Tại vì mình làm ở đây thì cái khu vực này khoảng cỡ trên 100 hecta, nhưng mình thấy trong đó có khoảng cỡ 30% áp dụng theo cái kiểu làm của mình thì đều thành công hết nha các bạn. Còn 70% còn lại thì người ta làm theo kiểu người ta thì mình thấy không đạt lắm. Tại vì sản lượng mình hàng năm mình đều vượt trội hơn của người ta xung quanh đây nha mọi người. Những người không làm theo công thức của mình nha. Và một điều cần thiết nữa là các bạn cái mà để giữ cho cây mà nó được trẻ lâu, một cái phân rất là cần thiết nha các bạn. Đó là phân hữu cơ. Đó. Như mình thì hồi xưa thì mình cũng bỏ là đa số là bỏ phân vi sinh nha các bạn, bón phân vi sinh thôi. Một năm mình bón khoảng cỡ 2 tấn vi sinh. Đó.
Bây giờ thì thời điểm bây giờ thì phân vi sinh nó cũng rất là chất lượng nha các bạn. Nhiều loại phân giá tiền cũng rất là cao. Một tạ khoảng là tầm là phải trên 500 ngàn nha các bạn. Đó. Thì những cái phân vi sinh đó thì nó rất là chất lượng rất là cao. Đó, những công ty phân như ở ngoài ngoài Bắc cho người ta làm đó. Thì các bạn bón như phân những cái phân chất lượng đó thì các bạn bón khoảng cỡ một năm các bạn bón cho mình khoảng 2 tấn. Mình bón lăn xong. Bón lăn lót xong đó các bạn. Rồi là mình bón phân cái đợt phân trộn đầu mùa đó. Tiếp theo nữa là mình bón vào giữa cái đợt 1 và đợt 2 phân phân chính đó các bạn. Mình bón phân hữu cơ lên nha các bạn. Mình bón còn cả 2 tấn phân vi sinh, hữu cơ vi sinh. Đó. Vậy tạm biệt các bạn nhé. Các bạn nếu các bạn thấy video hay thì các bạn hãy chia sẻ và các bạn vui lòng comment ở bên dưới. Và các bạn nhớ là đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn nha. Xin chào các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và comment để được xem nhiều video mới của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video.